ស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ AMA របស់គំពីបាទយើងតែនិយាយធ្វើការឡាយរៀងរាល់ថ្ងៃពុធហើយនិងថ្ងៃសៅរ៍ជាទូទៅយើងនិយាយ specific topic នៅថ្ងៃសៅរ៍ហើយថ្ងៃពុធគឺយើងនិយាយតែ accounting manager like Tom Bay. That's how I mean it, Tom Jung. Can you give a tea? Well, Bong Tabong Valentia Beach Nam. Yeah, Valentia Glashanam. Oh, Glashanam. I love buying a ribrope be Bobot Kalsan, the young Rugo, I J Chappi, paid by Chin Chung Joe Knong accountant. ពីពេលណាមកឬក៏មុនអាខុនទិនហ្នឹងបងឯងមានការងារជាសៃផ្សេងទៀតអត់ទេបាទហ្នឹងអរគុណនិយាយទៅតើតើទៅនឹងការងាររបស់ខ្ញុំវារៀងអញ្ញាញ៉ៃបន្តិចដូចថាពេលយើងចប់បាក់ដប់ហើយស្រឡាញ់ខាងសំណងស៊ីវិលអញ្ចឹងប្រឡងចូលតិចណូរៀនបានកន្លះឆ្នាំដែរអ្នកទេអត់លុយអញ្ចឹងទៅអូប្រឡងចប់តិចណូរទៀតប្រឡងជាប់បងលុយខាងហារូបកោខ្ញុំតាពាក្យគេអត់ទទួលហ៎ ว่าหรือก็เติบจะวิศวกรเพิ่นบ่าดการนั้นมาឆ្នាំ 400 ប៉ុនการนั้นลุยเวถ្លៃដែរ 400 ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងប្រឡងគ្រូទៅជាប់ហើយជាប់ហ្នឹងគ្រូនៅម្ពិញណាបាទអញ្ចឹងអ្នកផ្ទះគាត់ស្រឡាញ់គ្រូផងកម្រិតឧត្តមគ្រូមធ្យមអូខេគ្រូទី2គ្រូមធ្យមហើយរៀនចប់ទៅចេញធ្វើការបាន 10 ឆ្នាំដែរតែនិយាយទៅដោយសារយើងប្រឡយថាយើងចង់ធ្វើការតែ 10
chnam thưa ca nơi khu vực riêng đó đọc cái khu đọc chnam với tôi miền ấy màu miền ấy màu chụp vô đọc chnam thì bê của bông ở riêng khu nó có được tham miền sau bê tình ấy nhưng cho chất riêng đây vẫn riêng ông lê nơi chạy tà vi đầm bây bà lòng cho hạt bà con nơi hạt ớ hay có bàn cùng bọn chạy tà vi chùi dừng bàn hạt bà con nơi hạt ớ hay có bàn riêng nơi nâng tới thì riêng pizza lái nơi được được chọc khủ rồi còn đây dương của phụng hiện nơi IFL nữa dương chọc cái ruột cơ sáu hay dương châu to nơi IFL là ngày hay được sao phải riêng dương phải riêng mà tất vì tích màu này bà chẳng biết sao phải riêng chờ này hay dương ngặt chơi phải riêng cua là những tết sao phải riêng chờ là những nó khi mấy khi giờ làm muối cái ai hà ruột cơ những trong thời hiện hay cái ai hà ruột cơ hàng phanh nên hàng khâu này nên hay những từ đại tới ban liền hà đủ có cái ao tầm chín năm điện rồi bị chọc chín năm nắng trôi chín năm khỏi máu thử băng lưới ở sơ miền lưới đi đó bà chứng liền ban cả là thớp cái miền là hà đủ có mùi tiết mà kèm ẹt anh đang full mòn thời chứng bỏ lòng mùi tiết tới ban hà đủ có mà kèm ẹt tới mình ban chập chục niên khang cái nhận đây những cái từ ok yeah. Tại tập lớp tới ai phải ở riêng riêng chọc ấy được rồi chọc ô hô chẳng chỉ vật content cứ gặp bất ban từ tour nơi hà rùa con nơi sài gòn chơi lại muối tại riêng riêng ban ta mong riêng ban ta mà chăn nấm bùa để xài riêng hà rùa con và riêng cả nắng và lít ta mà chăn nấm tại mà riêng hàng thêm ăn nước ban chọc program bảo kê program nơi mà program để riêng hàng CT nữa ok CT nơi thêm ăn nước về ai thật sma cho muối sma được biết ai thật sma muối bạn nhạc bật nơi slide xem trên đài đời sai bài bài riêng đáp chân nam career đáp chân nam chỉ là group riêng bắt đầu mà tiết switch mà content bắt tay chọn pe chọn pe nâng time frame về crop kia này cái này nè pe là bọn ngay như riêng là job là cam ad việc crop đáp chân nam pe nâng tư cổ dạng mạch này việc cross kia được nhôm vậy chứ pe chập đam hiện là group của sáu bạn mà chân nam chẳng cho chân nam thì pe nhôm riêng group của sáu phong ai phải phong tập về job IFL đã job ở group sáu nhưng nơi riêng IFL bà chẳng thua cả phong riêng IFL phong hay nơi sau về chẳng tới từ riêng cái này này mùi tiền bà bạn pi bị chín năm pi chín năm khỏi mất từ bàn châu nơi camp ad châu camp ad bàn thua cả nơi camp ad mà chín năm chiêng đấy chỉ teacher assistant ok hay bàn hà rùa có riêng assistant nơi bờ lô khang à chip group riêng luôn nữa đâu tôi tham ban đây cái chuyện tiếp vậy tới viên đôi chị nơi ta cho là hồn khang bờ riêng nữa tham bất tha áp sơ giải lãng gì khang bờ riêng nâng sao ta bờ riêng áp sơ ban lôi chờ còn đây mấy anh phải nhưng tam kết hai bộ đời xa ca giải lãng từ lời career áp đăng bây giờ nhưng phải chỉ ta buồn cho nắm cứ nhưng lúc in ra nữa vậy đẹp thôi chấm chia chấm chân này thôi vậy rồi có những cái prai này là environment bao nhiêu địa bị bay buồn chán lắm cứ trao ta miền ấy để tham mây chẳng á đứng nhóm bên nơi tại involve mỗi bờ riêng đã nè bên nhóm job vậy tới bên nhóm ban job riêng ở camp ad nè nhóm chập đam chọn start riêng ở canon cái này này vậy chấm bên nhóm chập đam từ bốn nhóm từ microphone mùi châu tới nơi tiệm tông và riêng đại cái trend dân dân tới ở dân che hết dân từ set up tam brand tam khai tam ấy á từ trend bộc lực tam khai nó che thôi trang gì nó và riêng đại thì tao về khỏi bình năng máu ban thôi ca tiệm tông nhưng màu audit firm á yep. Màu audit firm thạc cầm hôn international đấy thôi ca ban mà chín năm còn là dân châu tới về lobo mà dân chứ che tập feel tha về slow về progress hay dương slow pe hay dương mình sơ chỉ chesu senior chesu ấy chẳng riêng mình tỉnh mình tên chẳng tới còn mà local firm mình mà local firm ấy tự nhiên mà chế ban chờn miền tụm lục chặt chờn chmu BSE accounting nữa hay để còn miền training center chỉ Cambodia accounting club ok hay riêng bên đường ban chờn hay mối tiết chấm nón chấm nồi chặt nhóm có trang thuê ca chấm muối những cơm hôn tui nơi dọc mai đây để sao ta phê chấn bộ quạt nữa nhẹ miền bảy nhà và cơm hôn thôm thôm cái miền nhẹ che cái miền bật chất khô này bật chất khô standard content cái miền sài kia đẹp trong
smooth hay avay dae worry គឺ ta ទៅ លើ operation នេះ បាទ ដូច នៅ កាល ខ្ញុំ នៅ audit firm ហ្នឹង ចុះ ទៅ ក្រុម ហ៊ុន គេ មួយ មួយ គេ មាន policy មាន អី របស់ គេ អស់ ហើយ អញ្ចឹង បុគ្គលិក ទៅ ចូល ទៅ គាត់ ទៅ follow តាម policy អ្វី ដែល ជា challenge ខ្លាំង គឺ អាជីវកម្ម បង្កើត ថ្មី យើង ហៅ start up start up ហ្នឹង គឺ ពេល ខ្លះ គាត់ អត់ មាន បញ្ជី ស្នាម អី ទាំង អស់โอเคនៅពេលដែលគាត់ចង់ grow គាត់ត្រូវការមានបញ្ជីស្នាមមាន standard ពេលបុគ្គលិកគាត់មានច្រើនទៅគាត់ត្រូវការ internal control អញ្ចឹងត្រូវការ policy ខ្លះដើម្បី set អូខេពេចគួរបញ្ជាក់ដល់អ្នកនរអស់គ្នាផងដែរបងភិរិនគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងកណិន័យនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគំពីអញ្ចឹងបន្តិចទៀតយើងនឹងធ្វើការឆ្លើយនៅរាល់សំណួរអ្នកនរអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកនរអស់គ្នាមានចម្ងល់សួរអីក៏បានតាក់ទងជាមួយនឹង content ទៅលើបងភិរិនតែទៀតខ្ញុំនឹងកលិចសំណួរហើយនឹងសួរបងឥឡូវនេះយើងដឹងពីប្រវត្តិការសិក្សាហើយនឹង past career ពីមុនឥឡូវនិយាយពី current វិញម្ដងបងឯងអាចប្រាប់គ្នាយើងឲ្យបានដឹងថាតើតើមនុស្សគាត់ត្រូវបបងរងថ្ងៃហ្នឹងទៅលើអីគេខ្លះបាទអញ្ចឹងមកកំពីដំបងក៏ហើយរៀងច្រែដែរស្គាល់កុំពីដំបងគឺមកតាមរយៈការទិញកុំព្យូទ័រឃើញអូកុំព្យូទ័រខ្មែរដំបងងថ្ងៃកាលហ្នឹងចង់នេះចង់មានកុំព្យូទ័រប្រើដែរចង់ទិញកុំព្យូទ័រទិញ pre order ទៀតកាលហ្នឹងត្រូវចាំឡើងមួយខែជាងហើយដល់អញ្ចឹងទៅមកទៅក៏បានជួបមួយបងរដ្ឋីហើយគាត់និយាយអំពី project តាក់ទងនឹងបរិញ្ញាណាគាត់ថាកុំពីក៏ចង់មាន project តាក់ទងបរិញ្ញាដែរហើយពេលហ្នឹងគឺជាពេលដែលខ្ញុំចង់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀប scenario ថ្មីកាលហ្នឹងខ្ញុំ quit ការងារជា accounting ខ្ញុំ resign ពី BSE accounting ហើយទៅ full time teacher វិញហើយខ្ញុំក៏ introduce online learning ហ្នឹងទៅកូនសិស្សនៅនោះប៉ុន្តែវាមានផលលំបាកចំពោះខ្ញុំមែនតើដោយសារខ្ញុំត្រូវ invest លុយផង invest ពេលវេលាផងហើយតើតើនឹង knowledge ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើទាំងអស់ដល់ពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើមែនតែនគឺខ្ញុំរវល់នឹងនេះនោះនេះនោះអញ្ចឹងទៅធ្វើការវាអត់ដើរទៅមុខអូខេលុយក៏ដាច់លុយក៏ជាកត្តាមួយដែលចាប់ទាញមិនឲ្យទៅមុខលឿនហ្នឹងហើយចំណេះក៏ limit ហើយដល់ពេលតែមានលុយវិញហើយឥឡូវក៏នៅដែរហើយតើពេលមកជួបបងរទ្ធីអ្វីដែលនិយាយនឹងវាដូចអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏មានអារម្មណ៍ថាជុំមួយម៉ោងនេះទៅវាដូចមាន super power មួយភុះទៅមុខអូខេអញ្ចឹងទៅក៏មក volunteer ខាងបរិញ្ញាទេនៅខាង education ហ្នឹងហើយនឹងកន្លះឆ្នាំហើយតើពេលយកប្រាក់ខែ2 7ហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺតាក់ទងនឹងបរិញ្ញាដែរធ្វើ content ធ្វើអីតើពេលបាន3ខែទើបដូចថា finance ហ្នឹងយើងត្រូវការធ្វើអីច្រើនអញ្ចឹងណាយើងចង់ sale ទៅលើ outsourcing service ខ្លះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលូកដៃហើយលូកទៅចេះតែចូលទៅវាអាចថា working environment នៅនេះវារៀងផ្លាស់ដូរអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការ figure out របៀបធ្វើដែរព្រោះ tool ដែលយើងយកមកប្រើហ្នឹងវាមិនទាន់ fitបានជាមួយនឹងតាក់ទងធីមតាក់ទងខ្ញុំគឺត្រូវ learn ថ្មីហើយវាអាចថាជាចំណងខ្ញុំនៅចិត្តខ្ញុំមួយដែរដែលត្រូវ learn ឲ្យថ្មីថ្មីអញ្ចឹងព្រោះពេលដែលខ្ញុំចូលទៅក្រុមហ៊ុន BSE accounting ហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចូលចិត្តនេះ system ខ្ញុំចាប់ដើមប្រើ quickbook ខ្ញុំចាប់ដើមប្រើ chatbot ប្រើអីខ្ញុំ involve ជាមួយនឹងកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងហើយមានអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់វាហើយចង់ explore វាច្រើនទៅច្រើនទៅឥឡូវ speak in term of កម្មវិធីដែលបងកំពុងតែប្រើប្រាស់រកលើ operation ហ្នឹងទៀតទៅមិនទាន់បានឆ្លើយសំណួរមិញវិញពេកអូខេទំនួលទៅត្រូវខ្ញុំនៅនេះគឺតើតើខ្ញុំធ្វើ bookkeeping ទៅលើប្រវត្តិការដែលកើតមាននៅក្នុងទីនេះអញ្ចឹងនៅនេះមានទាំងអស់6 project ដែលខ្ញុំត្រូវ record ហើយមាន4 project ឬក៏4 company ដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើការប្រកាសពន្ធឥឡូវដោយសារមិញក៏ពិតឡាយតើគិតរឿង system ពេលបងឯងនិយាយទៅ catch up ជាមួយនឹង system ហ្នឹងឥឡូវបងឯងអាចប្រាប់គ្នាយើងបានទៅថារងថ្ងៃនឹងប្រើប្រាស់លើកម្មវិធីអីគេដើម្បី serve for operation daily operation របស់បងឯងបាទយើងប្រើកម្មវិធីមួយ core accounting system ណា
dương vô về chỉ khó dương chung với cứ manager okay yeah manager accounting bây giờ install nó không cần phí dương vài manager does accounting okay vài the command pi dot s manager accounting yeah pi dot s manager dot accounting nên bàn system nó dùng phải okay it runs smoothly on our compi anh free thế rồi vì chỉ có thể software tại dùng tra ca tại bằng subscription muốn bây giờ phải về riêng ao freedom mà dùng chẳng sử dụng cả para desktop application bảo vệ cứ free dùng ai phần lên compi rồi có dùng ai installer operating system của bạn đây hay bây giờ chọn cross vì operating system mỗi từ mỗi cứ package bảo vệ cứ admin bàn hà cứ thì họ thì dùng phần mac hoặc là dùng chọn switch mà compi chẳng cứ vô packing vô một phần bàn được như vậy này ta bờ sân chỉ accounting system C nhé khó khó nhất cứ gặp bàn này thì họ accounting system để popular cho QuickBook bờ sân này dùng phần lơ mac dùng chọn vô packing vô một bàn lơ Windows cứ gặp bàn ok yeah. Số mẹ nên là Windows đi cái này nó khó version về nó có bài tập bài này. Còn đây trong bộ manager dùng cho switch viên operating system bị cầm pi từ operating system C cứ ok hay trong working online có ok đây. Ok. Chẳng chẳng về miền pi miền desktop hay miền online còn là online bây giờ cho phở to là pay. Việc cross platform từng desktop application tăng hay vì miền available nó là cloud tiện. Yeah. Bất đắc vậy để khó khăn nhất cứ bản thân để dùng prapra cloud cứ dùng tất cả bằng pay subscription. Subscription. Yeah. Đời xa dùng miền dùng bạn explore mà chỉ muốn từ lời cam thi khó accounting trong cái mạch bạn dùng rồi hiểu vô manager. Chấm bộ manager nhóm cho chất vía đời xa tại tại tôi là tài lãi bà sân là dân mới cứ vì ai nhưng chui sale bàn chớn bà sân là dân phở desktop application cứ free of charge hay trong phở manage mạng chrome hôn của bạn hay package bà hút thì sẵn ok dạ yeah. Hay bà dân chọn từ cloud có vì free chọn như thay vì budget với tiếp đại vì charge xem sắp bùm bùn là không mà khai còn tại dân ai add bà mạng chrome hôn của bạn này là lần nâng á nè lần này chúng bớt xanh dân miền trần cộng hôn tới cứ việc lâu hay việc upcharge user tam user tam company đi dân add cho đôi platform xanh đôi quick book online đôi zero online ấy tại dân add company tab bị chạy lời về thang ok đôi quick book add user tab bị chạy lời về thang chẳng á ok hay nâng viên support nữa là đời xa dân miền package để dân ai tờ lãng gồm nập hai đoạn ai chẳng chẳng dây bị chấn áp rầm bị để prapra nở lên desktop bình đong nở lên compi bình đong ta việc bắt đầu phim nghe rule này cả prapra chẳng mạch đấy bị để bọn anh prapra rồi có bị để dùng give instruction nó tới căn follow follower bao nhiêu mà chấn luôn đấy tất cả book operation bao nhiêu chỗ trong system yeah tiếp theo là interface tiếp theo là structure này system nó cứ việc customizable chẳng như thế việc dùng ai customize the time operation bao business chúng mình sẽ là start up để có thể từ từ chập đá máu nè có thể cả complex system vô một thời chứ những ai customize mà làm món tiện tao nên start up để có thể nhưng mà tiếp theo thì tiện tao chuẩn đầy chẳng có chọn phải ta button invoice chứ những ai activate button invoice như thế ok thì tiện tao nhận nấu cứ sale invoice bỏ qua chứ những ai activate ta button sale invoice bỏ qua chẳng thế bọn ta tiện tao nâng chrome hôn chỉ tu tới cứ tiện tao nâng cash management cứ sầm khan này đến tiện tao nâng chấm nái dương miền invoice bỏ supplier bỏ dương hát dương thờ miền payment voucher mới tiện để mình control thờ lôi để dương chai tới nâng chai từ từ ná hay dương miền document ấy để mình dương track chứng dương miền payment voucher dương đại lý dương mua bị bảy dương lắm chính tiện tao chấm nái dương phải bị bật tông cứ invoice bỏ supplier hay nâng button mới tiện dương pay từ supplier okay. Hay tại tôi chỉ nói những ai phải tập button này tới cứ sale invoice record thì dùng builder để cho nên khá hay mục đích cứ receive payment nó bây giờ gọi pay mà này
hay nó còn nít cứ tiện to nên function mỗi mỗi dương ai generate chi PDF file hay còn dương ai print chính thôi chi documentation bao dương này chính là trong bài từ crafting từ file sheet go writer ấy đồng bài thôi form đồng hành này export với chính với system á print với hai file thôi chi record bao dương bạn okay. Mà là document này càng grab được dương trong chi hard document chi hard copy này hay chúng bố invoice ấy bây giờ chọn là thay từ lần nữa có bàn này okay. Mình file là thay cho mình thì họ phải chơi invoice nhưng dương một bạn không cả manager hard copy giống như anh manager soft copy là không system này bạn tại sao mà manager.io nó viết mình thì local số viên nó mình tra bàn build ở local mình chọn đăng pì localization tiện tông cho mùi nâng ta ca đại dương pra manager.io hay bây giờ dùng export report nâng via bất chì ai dùng từ praga bán chứ mùi nâng bọn đá bỏ dùng nữa dùng cái thang bọn đá ta dùng dù ở đây ta export mà ta dùng praga cái praga cho ra bật thêm lưu nâng được có bây dùng export mà cứ data nâng via lầm môn ai dùng từ praga bán chứ mùi nâng dùng cái thang bọn đá nơi nơi bất thích cam chế bỏ dùng tệ tôi là localization nhưng check mới thấy vì ở toàn miền localize mùi khăm ai vậy nghe hay nhóm của bạn request từ bộ phận tâm bấy nhóm contribute tệ tôi là localization tệ tôi là phía giá khăm ai tệ tôi là ok ai thay vớt của bốn cứ tệ tôi là phía xa vì sao ta bên nhóm châu tới nhóm ai key in chia phía giá khăm ai bàn nơi nông system nắng á nè nhưng ai key in nhưng ai view ok còn đây là bây giờ nhôm export chỉ PDF máu vì riêng load font tịch còn ta bờ solution này miễn cứ dùng chữ print được nông bút tông print được nông đang mòn chứ không bị ắt load ta soi còn đây format vía riêng tù tịch này format vía ắt size ắt đôi ở vậy để dùng chân vì ắt đôi original bọc kì màu tại nên còn là chia suggested solution bị khang nó mà đá này nhưng chẳng được cái hay okay. Temporary solution temporary solution hay nhưng có request từ god ở god improve lên đằng này hay chẳng muốn tiếp theo nâng format chỉ muốn nâng pon đá lỡ bây giờ game pi bớt xin là chrome hôn startup được gọi chrome hôn để chọn manager god thử bậc cả pon bậc cả ấy chẳng á tôi đã bậc cả pon từ dương miền không vậy để dân thử thử comply tam cho bà tam ấy nữa bà start up at register chỉ company thế được chỉ dân ai còn the record internal financial statement ấy cứ okay hay bà sân dân xem nhập còn được bill được thì dân ở register nữa dân chỉ freelancer dân gì ấy dân chọn bill từ tệ chung bao nhiêu những cái tháp performance nó không nâng gọn mình bàn hàng đại ok này bà sân chỉ dân register tại tôi nâng format tầng ớt nhưng có thể ai phở bán lược lên là sale invoice mua để dùng phở bán phải chế invoice mình đến khang supplier dưỡng cái compliant màu chẳng anh ấn chi tùm nụ khó trời bỏ supplier bỏ dưỡng chứ vậy để chi tùm nụ khó trời bỏ dưỡng cũng tại tôi nâng sale invoice để dùng thử follow tam format bỏ hạ kẹn dục thang côn đá chẳng cái mình format kia cái mình bật cả này nó mà phở chẳng cả này ní cứ manager.io nó toàn ai phở bán này chẳng tôi đã dùng thuê nơi LibreOffice Cal và LibreOffice Cal nhưng giờ tôi nhưng giờ tôi đã chưa nói nhưng riêng format luôn này còn đây nơi dùng nick chỉ đã dùng thờ Google Sheet Google Sheet để thuê invoice đã ở thị trường ok đời xa à lấy những gì pi ca ni ca prapra từ lên app đấy via cross platform chẳng những khang những thợ bàn prapra cross cho mùi năng OFC thì ở đây từ lên report bao nhiêu rồi có financial transaction bao nhiêu rồi có group này này những lần này cứ prapra tại phần bật bạc ca đội kinh nghiệm từ lên financial là những cái dương thuê này là cloud ok để sao dương mình đang tầm chập đam thuê lừa việt đáng này tụi bố đam bất system nó nhung thua chụp nó vì tăng tiền nhung nợ BSE accounting để nhung explore mở solution để mở suggest cho customer này nhung khơi tăng tiền phèm cho nam môn
ប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំវាភ្លេចដែរបាត់ទៅព្រួយភាគច្រើនយើងប្រើតែ QuickBook ណា QuickBook ហើយនឹងក្រោយមកមាន Zero មាន Facebook អីដែលខ្ញុំធ្លាប់ explore អញ្ចឹងណាហើយក៏ខ្ញុំភ្លេចវាភ្លេចទាំងឈ្មោះភ្លេចទាំងអីទៀតដល់ពេលមកនេះទៅយើងអត់ចង់ប្រើ solution ដែលវាថ្លៃយើងចង់រកមើលណាដែល affordable អីចឹងណាហើយឃើញមាន software មួយទៀតប្រើនៅក្នុង Google Sheet អីហ្នឹងក៏ខ្ញុំធ្លាប់សាកមើលដែរប៉ុន្តែវាពិបាក manage យើងត្រូវការ record និយាយទៅវាពិបាកនឹងបញ្ចូលជា report ទៀតអាចលីសបងឯងអាចលីសទៅលើកម្មវិធីដែលយើងបងឯងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ខ្លួនឯង personally មកដល់ឥឡូវហ្នឹងតើបានថាច់ទៅលើ system ណាខ្លះឧទាហរណ៍ដូចរាប់ថាដូចមាន QuickBook យ៉ាមាន QuickBook មាន Zero Fred Fred បានមួយរយៈដែរប៉ុន្តែវាធំពេកវា ERP ចឹងវាធំពេកចឹងវាបើសិនជាយើងយកមកប្រើហ្នឹងវាa learning curve នឹងវាធំពេកអញ្ចឹងអត់ចាំយើងត្រូវការចំណេះដឹងនិង system ដែលអាចដោះស្រាយបានបញ្ហាភ្លាមភ្លាមបើមិនទៅយើងទៅឡាយរៀនទៀតវាល្អដែលយើងរៀនប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យពេលវេលាដែលយើងត្រូវដោះស្រាយភ្លាមភ្លាមហ្នឹងវាត្រូវការពយាតតិចទៀតបាទគឺមាន QuickBook មាន desktop មាន online អូខេ Zero វាមានតែ online ឯង Yep Facebook វាមានតែ online ឯង Yep ហ្នឹងហើយហើយវេវ accounting ខ្ញុំធ្លាប់ប្រើដែរអត់ដែរលឺវេវ accounting free អូខេយ៉ាក៏ធ្លាប់ប្រើដែរចឹងហ្នឹងអេខ្ញុំមានលឺនិយាយនឹង free ខ្ញុំនឹកឃើញ accounting មួយទៀតឈ្មោះ Kanukas បងធ្លាប់ explore Kanukas Kanuka គឺមាននៅលើកំពីដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែវា cash basis អូខេខ្ញុំក៏អត់ explore វាទៅដោយសារតែយើង accounting យើងត្រូវប្រើ accrual basis ចឹងណាហើយខ្ញុំធ្លាប់មើល record team យើងចាស់ធ្វើទៅវាអត់សូវ compliant ជាមួយនឹង accrual basis នេះវាអត់ follow តាម accounting principle ណាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏អត់ explore វាទៅបើយើងធ្វើ cash budget ឬក៏ personal finance អាចត្រូវជា new cash នឹងអូខេតែ yeah បើសិនជា business យើង simple ក៏យើងអាចប្រើវាបានដែរ yeah វាអាចproduce ជា financial report របស់យើងបានដែរហើយចំពោះលោកអាហ្នឹងយើងហៅថា system ខាងក្រៅ system ខាងក្នុងក៏ខ្ញុំធ្លាប់ explore ដូចជាបញ្ជីអូខេបញ្ជីធ្លាប់ explore ហើយក៏ធ្លាប់ប្រើហើយមួយទៀតមាន localize ហ្នឹងគាត់តែ create មកទេគាត់អាចថា simple ច្រើនដែរបើបញ្ជីគាត់ customize តាម operation គាត់មានគាត់មាន team ដើម្បី develop តាមតម្រូវការនេះដែរតម្រូវនិយាយទៅគាត់រត់តាមតម្រូវការអតិថិជននឹងបានច្រើនទីហៅថាសម្រាប់សាលាអញ្ចឹងគាត់មាន accounting system សម្រាប់សាលាឲ្យត្រូវតាមប្រភេទ organization based ហ្នឹងបើសម្រាប់ដូចអីម៉ាស៊ីនកិនស្រូវរោងអូយ៉ារោងម៉ាស៊ីនគាត់ក៏មាន specific សម្រាប់ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវឥឡូវដូចជាឮថាគាត់មានសម្រាប់ខាងមលួសខាងអីទៀតអញ្ចឹងណាខាងដីឡូខាងអីអញ្ចឹងស្អាតវាអាចនឹងជួយសម្រួលដល់ business owner ដែលគាត់មាន operation ទៅលើហ្នឹងឥឡូវយើងមកនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការរៀនសូត្រវិញម្ដងព្រោះដោយសារជំនាញពីដំបូងមកគឺគ្រូគីមីហើយក៏រៀនអង់គ្លេសហើយក៏បានចូលមកដល់ accountant ខ្ញុំចង់ដឹងថាបើសិនជាឥឡូវ challenge មាន challenge អីគេខ្លះពេលដែលយើង switch ពី education ហើយមករៀនជំនាញ accountant ពួកគីមីក៏មិនពួកពួកយល់ថាដកបកមកហ្មងមកកណិតវិជាវិញម្ដងឬក៏តាក់ទងមួយនឹងលេខច្រើនវិញម្ដងតែពិត accounting វាអត់ត្រូវការចេះកណិតអីខ្លាំងណាស់ណាទេបើសិនជាការងារ daily សម្រាប់ accountant ហ្មងចេះតែបូកដកគុណចៃគឺអាចធ្វើការងារនឹងបានប៉ុន្តែបើសិនជាយើងត្រូវការ analyze ត្រូវការអីគឺយើងត្រូវការចេះរៀនច្រើនដែរ
đối xa nó không accounting có miền rụp môn smoke smang sẽ điên nâng cả dương riêng cần đặt miền limit miền derivative miền ấy nâng để thấy trăm trần này còn còn là xe mẹ business side nó dọc không ai bật thầm là SME ấy thế cứ chết tập bốc độ con trai chúng tôi cả dùm họ chẳng hãy bạn chỉ rõ ngay nâng xua thập to vô ACC tiết ớt tôi chỉ consider dân rồi CAT nó bị phở vì toàn học không hay mua chết ở lại những việc cho chất từ lời accounting accounting system rồi có system sinh tiết để nhìn thử explore bán chân mấy introduce our SME got ai phở bán nữa nè chứng đôi ta sử mày ní dân sử mày digital sử mày dân chứng nên tên là sân phụ quạt ai mình là tập hiệp digitize lờ operation bọc quát hay nâng financial system bọc quát cứ lo mình đang vì chui sale tiện tông chân này documentation bọc quát hay mối tiết tiện tông speed này cả process operation cứ waiting time nâng vì tại chẳng vì ai tha process này operation bọc quát chờn ok được được nhóm dạy tiện tông operation nâng mối đó sẽ nhóm start explore từ lờ Airtable yeah Airtable nó nhôm ai vậy thay vì chỉ generation khối này spreadsheet đó nè hay những ai customize ai cái việc bàn anh nói đời xa gặp tới giờ nhôm cái tham mình bong bơm mình chỉ chụp challenge ra đấy của đời xa riêng luôn riêng chỉ nẹp bằng riêng chẳng riêng đăng bị lập biếp để bằng riêng hay những cô thật đang là biết để trở riêng là mạch ở trẻ là bởi trong ban ad vay bình ưu tổ hóa thằng sốc sốc anh em mua nhầm chọn thôi chỉ content ta nhầm cô ta tìm được cái này cái là một châu chín blog riêng được không vì sao content content đối chí mình chăm bạch thời dương thật tìm mấy tiền ở thời dương sẽ là khá riêng để tôi nâng ta còn là tìm mối vì bẹp bọn riêng thời trước cơ ba trở lại rồi dương thời trăm tình này riêng trở lại pro bạch ca vậy tới riêng để cắt lại được non company của mình cứ dương thời đồng ok yeah giống qua miễn cứ về trở lại mình đàn hay bớt xanh là dương do khu ba dương do thời trăm tầng ó cứ nè bài chẳng là nó về chui dương trở lại để tôi accounting system nè chui record channel channel kì chụp bẹ dương chụp bẹ kì chẳng hết á về chui chạm chẳng về chui lợt phèo dương thà hoặc chụp bẹ kì chụp bẹ kì dù ngay ấy xong cái phong à thì cho nên chụp bẹ dù ngay ấy tia cái phong chẳng hết á ok hay vì ở chụp lấy gì vậy bây giờ ban record thấy bây giờ khuôn anh play dương từ mưa từ report thà để nào cái nơi chụp bẹ club chụp bẹ bình cá phèo dương ok à lỡ bà sân chia bọn anh gì tới căn sơ là để chỉ quật cặp bông ở riêng nơi vật chia lấy để quật nâng treo bờ to nơi chùm niên content ta ca triêm liệt nạ bọc quật hay nâng liệt nạ để nhầm treo triêm mình nâng đôi chân ní rì cô chẳng mạch đi anh ấy ai thắc quật cô ta xoay vô thật ta đôi ta quật cho chất là biệp thư ca nâng ọt chẳng mà mơ bị chỉ vật chỉ accountant ta thể thưa cái gì khác yeah. Như này chứ accountant càng nghe được quạt thử thuế cứ tiện tuần bật cái ai cái xa tiện tuần operation đó nè được thật tiện bị dừng lụi chẳng như thử thuế ai cái xa thà lụi bàn lụi chẳng thế nhưng lượng tiền họ tiện tuần cầm hôn tụi mua cho cầm hơi một smart pay chứ chẳng bây giờ này dừng tinh lụa công tơ cho thì họ có tinh lụa có lụa và to công ty cho những quạt tiện tông mà công ty tinh do một đặc vì công ty giờ tôi đã lụa chẳng có thì invoice vì công ty chẳng tên bill command này command ai cho cha tài ai chạy chẳng tên ai chui cho cha ai chui mê đồng bày cho cha đây hay tiện tông là tệ chốn admin chrome sale đặt trở lại phần tay bên sân company tối hay cho dân thời invoice cho mình cả lụi mà chân đồn này như này hay bờ tiện tông cả cho cha tài lại cho cha ấy có việc anh flexible tam này nhưng anh miền standard price mỗi người ta có miền đam mê miền cả lụa chọn dân thời miền special price miền special customer được rồi anh
bạch bạch cho ta lấy bên tay ai kia chụp bẹ chẳng tới chẳng như này record anh em chẳng riêng là content rồi cái chấp chụp này content cứ và hai chị ai nâng miền mua được than cứ chị entrepreneur rồi có chị này rosi chân anh ta miền chân chân miền chân cô xong và xem nhập chrome hôn túi sang ta back office cứ accountant này càng nâng nâng con đập đầy được bỏ content chẳng nẹt đầy nơi khả năng SME chùm xôm mê ta thay để xa sau cấp hiệp lời cài phá chất content ở bàn lò phòng dạ hay đời xa thành chân hay á bàn chìa nẹ đầy chọc bì sạc cầu chìa lấy hay tật phương cao to mà khôi khuôn ây dô ô chân bong tra bàn khôi bật hả khôi khuôn chẳng vậy thà đời xa operation tiên khăn bình operation tiên khăn phết hay nó bị đại dương chân cho tụi bốn dương anh mình là biệt thư ca như chú bán loài dương dương được đặt người company nên chân dương nè organize dương nè chặt chay nên đó hả nè bị đại là bố bị tới anh mình bị mà update luôn này để tôi nên thử thử mà giờ chrome hôn stang ra flow accounting dương stang ra dương rồi sao bánh ha à chuyện sai những việc chả ăn yeah operation tiên xong một sân yeah thông đã nếu bây giờ chúng tôi cá cứ operation chọn mình tên hay bây giờ hot bây giờ ăn miệng làm từ riêng thì đấy chẳng hạn tiền gọi hay gọi nếu bây giờ gọi ăn bàn đọc luôn do mà update luôn ai như riêng bật hai mất chẳng đọc xem khỏi gọi nếu thôi cá mà cái này nữa thế tình lô gọi không bằng từ đồng bộ kịch thả bánh hà nắng đọc chọc á của bây giờ bánh hà cả bất đọc chọc vậy con tên không đã miễn tại dương chênh tư tầm một chân em bắt trong ở 20% bà đây riêng bì xe lá hay riêng bì xe lá riêng bờ dương riêng bà nhà bắn riêng chọn mình đàn riêng đó group grong corporation riêng đó underline tư lưu derivative tư lưu stock tư lưu ấy tiết để dương ọt phở sọ hay tập về dương riêng chọn bếch hay tập về màu thua cao chết đấy phở mà gặp bách hay mà gặp bách dương ọt đăng bì là biếp manage vì ao miền bắc tập hiệp tiền chẳng những cái thuê trong khởi những bàn tập bật chân nổ lụa bàn mán còn ảnh report mán lụa bàn mán chân vòi bàn mán lôi châu chân những được tập bật khe hết nè bật khe ta khe nó không bèn của mán khe nó không đai của mán tập bật nặng ao có tập bị dụ chơi phần so report để tao nâng bài ca bạ chấm nênh rồi có tarang tàu dạ ca rồi có bài ca lồng hồ sạch bãi còn miền limit miền tên xong bây ta đôi mê e xin đá có còn dạy đây cả đôi chìm bì bì chân em muốn còn dạy ta nó dục không ai xong là chật sắp phía rồi cái điện này có ai chui crom hôn ở miền phần so statement bằng trăm trời bọn cực thà bọn nơi nông cho nông xam sắp phía rồi gửi nơi nông cho nông chật sắp phía rồi nhưng so far nhưng cái thằng nhưng nơi chợ lỏng đừng xong nơi ti chợ sập muối chợ sập bốt nơi chợ sập đỏ về như vậy là so far nhưng ở sau bàn thu cập tỏ nơi con ông ca can bệnh chi nam đừng nữa nhưng chui advice kì thì cho nhưng chui advice này là nisai cho khu bệnh viện nơi tập kru chứ tự sao hay lấy một căn cung phí gồm toàn bàn bật bàn proper đây ok hay lấy nắng chui thêm mọi quạt nè thuê quỳnh nhưng mình đang về ở chỗ chân chiêm cho là kru bệnh viện tự bay cho nó khăn ông bị say cái nẹ này hai con nơi tại chia nẹ bệnh viện kia đây mình sẽ lưu sầm lên tới bong bong sum chơi một tiệt vô đời xa mình dừng vậy mà đòn trầm bớt sân chỉ cốt sơ là cốt là cả trầm khôn à lời dừng ai chôn một đó chia sơ chia này sơ đại cầm bông để sức xa nữa lưu phiền năng sạch cho một đó vô đời xa dừng club miền cái hào KOOMPI apprenticeship tệ tông cho mùi năng chấm niêm xem xình tăng pi developer web developer nhưng mình blockchain nhưng mình cyber security trong đơn vị khác bóng này nhưng mình open space mà làm accounting accounting đây được ạ thì viên nó chọn một tiện lại cho lại một sân của bóng ai bóng chuyên video là content là accounting nâng này mình vậy thấy nhóm club cài nhẹ để riêng một nhóm nơi club cái nhẹ này cầm chía
vì sao quật phở mít chỗ này accounting accountant hay account mới tiền bay bay nó mít chỗ này mà chứ accounting nhưng sầm đại từ lừa feel nè càng như ban đầu achieve như vậy tha vì sai vì sai càng cái này này giống á ok tập về accountant cứ sầm đại từ lừa nhẹ để thôi càng được không ok sai này chia cái này như cổ yeah hay tập yeah chia menu accountant sầm đại lừa menu accounting dương ai tha vì sai rồi chỉ chùm niên chùm niên nhân tập về account cứ chỉ thu mối để accountant phở ok account nó mình tên bây giờ về chóm cứ chia cái lại để dương cọt pro bạc cả ok và tiếp đôi account dương nó bèn nhá account bao bằng ai nó bèn ok cái lại để cái cọt pro bạc cả lôi chân lôi chỗ bao bằng ai ba tập về account nhóm nó bèn cứ cái lại để cái cọt pro bạc cả nhóm lôi chân lôi chỗ nó không rương tệ thông bỏ nhóm nhóm tới account nó cứ bạn này dương pra nằm bày cọt pro bạc cả mà phép bảo vệ ok ok yeah chẳng chỉ tôi tới cái phở chờ nằm mới chụp này thì họ ta claim lôi này nè ta claim lôi bị hàng khao nữa cặp bất đời tới những thay dương từ claim lôi trên pi content yeah nào bộ content sầm đa từ lôi mình nữa tới okay. À là bọn từ sầm lưu môn thích tiệt tôn mùi nâng ca bộ vai tha tiệt tôn mùi nâng apprenticeship dương nơi open space dương nơi miền slot với cô dương open tại nơi dưới dương open sẽ apprenticeship so far dương thọ miền nẹt màu apprenticeship nó bay nẹt đài ok quất ai nâng từ tua ban ca bằng riêng rồi cổ ca đặc nom từ lớp phiền nâng phần này nạc lá rồi cổ hà cho mùi nâng real experience cho mùi nâng bắt ca bọc cầm hồn bớt sân quất chân phê bắt quất màu thôi chỉ apprentice bọc công ty tại